Quý khán giả thân mến, và trong chương trình chúng ta hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ba vị khách mời rất đặc biệt. Kim Trang xin giới thiệu, đó là Hoa hậu doanh nhân châu Á Lê Thanh Thúy, bác sĩ Minh Hoàng và chuyên gia trang điểm Famita. Chị Lê Thanh Thúy nè, đến tham gia chương trình ngày hôm nay thì chị có cảm xúc như thế nào? Chị có thể chia sẻ với khán giả xem đài được không? Cảm ơn MC Kim Trang. Thúy rất là vui và rất là được vinh dự khi được nhà thiết kế Thiệu Vi mời làm vedette cho cái chương trình thời trang và bộ sưu tập của anh nhà thiết kế Thiệu Vi. Cảm xúc của Thanh Thúy rất là vui và rất là hồi hộp vì mình được tỏ sáng và được nhà thiết kế Thiệu Vi thiết kế cho Thanh Thúy một bộ áo dài rất là lộng lẫy và khang trang. Tôi rất vui và vinh dự được tham dự chương trình của tại Đồng Nai. Bản thân tôi muốn giới thiệu cùng các bạn về hai phát minh đã mang lại những thành công trong ngành nha khoa Việt Nam, đó là trồng răng thẩm mỹ bằng kỹ thuật composite thay thế răng sứ chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ và có ngay sản phẩm giá thành giảm và chất lượng tương đương răng sứ, để giúp cho cộng đồng xã hội có những hàm răng đẹp, thẩm mỹ, chất lượng mà chi phí thấp nhất. Đồng thời qua đó tôi cũng nghiên cứu thành công hai phát minh. Một phát minh thứ hai đó là răng hô móm kéo chỉnh. Nếu thế giới các bạn phải kéo, hiện nay kéo phải mất mấy năm và chi phí phải mấy chục triệu, nhưng với phát minh của tôi nghiên cứu thì các bạn chỉ kéo trong vòng 6 tháng, tối đa 6 tháng hoàn tất, và chi phí chỉ từ 10 triệu. Tức là tôi giảm chi phí tối đa, và thứ hai là đem lại nụ cười đẹp cho các bạn trong thời gian ngắn nhất. Thậm chí các bạn không phải mang mắc cài, vì các bạn mang mắc cài, mang cố định như vậy, giao tiếp, vệ sinh rất khó khăn. Và chính vì các bạn tháo ra được, chỉ đi ngủ thôi, thành để các bạn giao tiếp, vệ sinh rất tuyệt vời. Thời gian nhanh chóng, hiệu quả và tiện ích để sử dụng. Chính vì vậy mà tôi đã thành công và được đón nhận trên thị trường hiện nay. Đối với Famita thì hôm ạ, Famita rất là vui và vinh dự được tham gia chương trình Thời trang và sao của đài truyền hình Đồng Nai. Thế còn dự định trong tương lai của em thì sao? Dự định trong tương lai của mấy Famita thì ngoài công việc dạy học thì mấy cấp Famita sẽ lấn sân sang lĩnh vực tài trợ các cuộc thi nhan sắc nhằm cho các bạn bè biết đến tên tuổi mình nhiều hơn và giúp cho các thí sinh, các bạn có thể đẹp hơn trong các cuộc thi. Kim Trang xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình mến chúc ba vị khách mời của chúng ta đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc và vạn sự như ý. Quý khán giả thân mến, chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.